Ngay tại lúc này, người đàn ông có cọng dây và cục đá chưa có người hăng đã tại cầu Dầm Cống. Ghê đi, tại cầu Dầm Cống cặp mé bờ, hiện tại thì người ta đang khám ai có người hăng khoảng 50 tuổi mấy ngày không về thì lại tại Dầm Cống gặp trực tiếp. Mà không biết quê người đó ở đâu người ta. Không biết, nghe nói chằng đá gì cũng gì nè, không mà biết được ông. Sao chú? Vậy, ở dưới đó sao chú biết không? Mẹ tôi mới uống phê gì tôi gặp đồ bên đây sao xe đậu nhóc tôi chạy ra tôi không biết gì á. Chạy ra coi ha. Ừ. Chưa biết vậy hả? Ừ. Mà nghe nói là có người đàn ông bị mất chứ đó. Mới đây vậy? Mới đây nè mà chưa biết nguyên nhân. Cô này biết nè. Gì chứ con? Gì chứ con? Cô hỏi không biết con. Gì con có gì đại hả? Ừ. Ở đây con. Hỏi đi. Bên kia có cái vụ gì con? Có người mất với hay vậy? Cháu đâu trên đây là người ta con say gì đó. Cháu ở đâu? Chào tới mấy đứa nó đẳng mấy chào tới đẳng. Để chăng cầu Dầm Cống này ha. Trên nữa. Trên hả? À, lớn tuổi vô luôn. Ai có biết đâu mới chạy ở đây à. Quan nói đó. Có người già tính chưa? Ai có biết đâu. Có hấp y đến rồi ha. Tôi không biết. Vậy cô đừng ông ha. Ừ. Thôi là chứ không biết gì nữa. Cảm ơn cô nhiều nha. Đó, thì dưới đó là có một người đàn ông nha mọi người. Đó. Ở dưới cầu Dầm Cống. Đó thì người dân tập trung bu ở đây rất là đông nè mọi người. Đó thì đợi coi tình hình coi làm sao nè. Đây là dưới chân cầu Dầm Cống nha. Chưa biết nguyên nhân bị gì á. Không biết nhà ở đâu nha mọi người. Đó thì hiện tại thì công an đang làm việc và chuẩn bị làm ở dưới nha, nên ta không có cho xuống, ở xa xa quay cho mọi người xem để biết hiện tại cầu Dầm Cống nha. Đây là dưới chân cầu bờ bên lắp giò. Thấy không? Đó, bây giờ người ta đang làm việc ở dưới đó nha mọi người, chưa có xong ha. Nghe nói là có buộc một cái cục đá đó. Một người đàn ông. Nhưng mà chưa biết nhà cửa đổ đâu nha. Thì công an thì người ta không có co xuống dưới nên người dân là tập trung ở đây người ta coi rất là nhiều. Biết chú đâu biết nhà đâu luôn ha. Ừ. Nhà cửa đâu luôn. Mới gặp đứa cô kia nãy nói là người đàn ông gần 50 tuổi. Bà nội nó gặp nó chạy vô chỗ ngoài bà đó. Dạ. Bị dưới về ở dưới dầu chạy gì đây? Dạ. Thì gặp cái chỗ này chạy cái đường này cái gặp xe quá trời chạy ra coi. Ừ. Gặp thấy xe nhiều quá chạy coi ha. Ừ, sao nó có gì mà xe lịch đậu đậu muốn trời chạy coi. Có xe cấp cứu lại rồi đó. Tại khám xong chắc người ta chở đi á mà không biết gia đình nhà ở đâu à. Gần rồi rồi. Trước mọi người nè ha. Đó. Xe cấp cứu nè. Bên pháp y lại nè. Có người hăng đồ mới biết đường mà quay chia sẻ được. Thì phía trước mặt của mọi người đây là dưới chân cầu nha quý cô chú anh chị. Sự việc như thế nào thì ở đây là anh em chưa có biết được cái thông tin nha. Vì phía trước đó là lực lượng chức năng chưa có cho tiếp cận nha. Thì phía trước có xe cấp cứu đó quý cô chú anh chị. Tôi đang làm việc với mọi người. Không biết cái ông người mắc này lớn tuổi chứ hay nhỏ tuổi nha. Chưa có biết được, chưa có người nhà, chưa có hăng nhân gì hết trơn á. Bao nhiêu tuổi luôn nha cả nhà. Tại chân cầu Dầm Cống nè, mình thấy cầu Dầm Cống không? Đây là dốc cầu Dầm Cống cả nhà. Người ta đang đi ở dưới người ta đợi để người ta khám. Mến chào tất cả mọi người thấy không? Hôm nay thì em đang có mặt
bà con tập trung ở đây rất là đông nè, để người ta đứng người ta coi đó, nhưng mà chưa có lại cho coi được nha mọi người. Cả đông ở đây nè, bờ lấp giò cũng có một người nữa nha. Người ta mới báo là phát hiện một người đàn ông là tầm khoảng 50 mấy tuổi đó, 50 mấy tuổi thì đã ra đi mãi mãi, không biết nhà đâu mà trôi xuống đây hết rồi. Là không có biết nhà của người đàn ông này đâu hết trơn á, không biết ở đâu mà trôi xuống chân chỗ cồng cống à. Hình như là không biết có người hăng hay gì không mà. Nhóc vào chân người dưới đó nha mọi người, công an không à, để người ta làm việc đó. Để một chút nữa xong là Minh Tăng sẽ vô quay cho mọi người xem, coi tình hình coi làm sao hết mọi người đó. Thì bây giờ người ta đang khám nghiệm thì mình vô mình quay không có được nha. Đây là dưới chân cầu luôn, cặp bờ sông luôn, dưới chân cầu. Đây là trên cầu Vòng Cống rồi chị ơi. Ừ, thấy chưa? Rồi đâu chú chạy đáng coi coi tình hình coi được không? Có người đàn ông nào mà tầm khoảng mười mấy mà không gài qua nay đi. Không cho ha. Nhà đó. Mình chia sẻ đi để gia đình đến tìm nha. Bây giờ chưa có biết là người nhà ở đâu nha mọi người. Đó, thì mọi người chia sẻ và xem coi có ai đi mà không có về không nha, tại chân cầu Vòng Cống người đàn ông nha. Đó, thì mọi người thấy là bây giờ công an người ta đang tập trung ở đây để người ta làm việc và người ta khám. Đó, mọi người thấy không? Thì đây rất là đông, nghe nói là có một cục đá ở trên mình nữa. Bà cộng dây đó, thì xe đồ cấp cứu đồ để sẵn rồi nha mọi người đó, người ta khám xong là người ta sẽ chở đi, nhưng mà không biết là chở đi về nhà hay là chở đi đâu, tại vì chưa có người khăn. Mọi người thấy chưa? Chạy hòm đó thì cũng có liên hệ với mấy anh em, là chú đó là cho nó bây giờ đang ở đây nè, rất là đông luôn. Số